hai đầu, không hai đầu. Nè, chậm tinh, chậm tinh, chậm tinh, chậm bình tĩnh. Ai được chậm sẵn, ai sẵn đọc phát đọc lo, sẵn phát hai phát đọc 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 vô lấy đồ. Nhà vô lấy đồ. Xong hết rồi đã quý vị. Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại chùa Hàng Cộng. Hôm nay là lễ Chắc Xi Ma ngày thứ ba đó quý vị. Hôm nay là lễ Chắc Xi Ma, các vị sư cả với hòa thượng là làm lễ đúng 12 giờ khuya đêm nay quý vị tại chùa chánh điện chùa Hàng Cộng. Thì cái buổi lễ là không có cho Phật tử nào đi vô trên nha quý vị, chỉ có các vị sư cả thôi, còn sư nhỏ lúc làm lễ sư nhỏ cũng không được vô luôn. Này mọi người đi rất đông luôn quý vị. Đây là lễ Chắc Xi Ma truyền thống của người Khmer, là khi xây chánh điện mới quý vị thì hoàn thành xong hết trơn rồi tổ chức làm lễ Chắc Xi Ma là khánh thành chánh điện quý vị. Thì mỗi cái chánh điện gì đó có 8 cái lỗ để quý Phật tử cúng tiền á, dưới ở trong chánh điện một cái nữa. Thì ngày xưa ở trong chánh điện là người ta cúng tiền bao nhiêu là người ta bỏ xuống đó lắp xi măng lại hết quý vị, còn bây giờ không có bỏ nữa, bây giờ lấy lại để tiền đó để sau này sửa chữa chùa đồ đó quý vị, chứ không có bỏ như ngày xưa nữa. Chánh điện trơn màu hồng quá đẹp. Này phía bên hông của chánh điện đây có ba cái thùng tiền nè quý vị. Ngày xưa là người ta đào lỗ với luôn, bây giờ không có làm nữa. Giờ người ta làm cái thùng mà để trên vậy đó, ai muốn cúng gì cúng, tùy thích của mỗi Phật tử. Bên đây ba thùng, bên kia ba thùng, rồi hai đầu mỗi đầu thùng nữa là 8 thùng, là 8 hướng nha quý vị. Dưới trong chỗ trước mặt ông Phật ở trên chánh điện á, còn một thùng nữa. Lễ khánh thành rất lớn. Đây là chùa Hàng Cộng ở Châu Lăng, Tri Tôn, An Giang quý vị, ở xã Châu Lăng. Đây là phía trong chánh điện chùa Hàng Cộng đó quý vị. Chùa đang Chắc Xi Ma khánh thành. Gắn ba cái đèn chùm quá đẹp. Chùa này mấy năm trước hồi mùa dịch là ông sư cả bị bệnh mất rồi quý vị,
rồi bây giờ ông sư cả mới lên, ông sư hiện giờ là ông sư mới lên làm sư cả 2 năm nay quý vị. Đây là phía trước chánh điện đó quý vị. Phía bên đó là ngọn núi Cấm đó quý vị. Tượng Phật quá đẹp quý vị ơi. Cao vút ở trên. Mọi người Phật tử này cũng vô đây cúng, cúng dường. Muốn cúng bao nhiêu cúng tùy thích á. Quá đông luôn. Đây là phía bên hông chánh điện ngó ra lộ quý vị. Để có cái hồ sen. Bên đó là cổng chùa đi thẳng ra lộ luôn. Ra lộ cái đường đi thẳng lên Ba Chúc đó quý vị. Còn phía sau lưng chùa ở trên này thì cái đường đi lên tỉnh biên có đường tráng nhựa nó đang làm. Ở đây gọi là chùa Hàng Tầm. Tối nay 12 giờ là bắt đầu các vị sư làm lễ chách xi ma đó quý vị. Cái ngoài đó thì đón khách vô đi làm lễ. Cúng tiền đủ thứ nha quý vị. Có người cúng hình ảnh của mình vô đây. Có người thương gì cúng nấy quý vị. Tùy thích của mỗi người. Cúng nhang, cúng hình ảnh. Ở đây đánh nhà ngũ âm á quý vị.
bên đó là chỗ đón khách đấy quý vị, đón khách tới dự lễ. Nơi đây là chỗ đón khách các Phật tử với các chùa đến để dự lễ cho quý vị. Nơi đây cũng là chỗ cúng dường. Ngày lễ chắc Sima thì chỗ cúng dường rất nhiều. Và mấy cái Sima để trên đó kìa quý vị, mấy cái Sima nè. Tám cái Sima. Tám cái Sima vàng vàng bên đó đó quý vị. Tối hôm nay mới đem vô chánh điện. Thiền 2 giờ thiền. Này đoàn này mới lợi quý vị. Này có đoàn mới lợi nữa. Ở chỗ này có cây bồ đề khổng lồ luôn rồi quý vị, mà mé nhánh đó này. Cái xi ma mà để ở trong chỗ chánh điện này một cái rồi đó quý vị. Tối nay đem vô đầy đủ luôn 8 cái. Để 8 hướng. Cái hòn đá là hòn đá xi ma. Đãi ăn miễn phí cho Phật tử đi dự lễ chùa quý vị. Đãi rất nhiều bàn luôn. Đây là nấu cơm, nấu đồ ở đây nữa quý vị. Những cô bên đó thì nấu đồ ăn, bên đây nấu cơm. Này rửa chén bát. Cơm vô hộp vậy đó quý vị, rồi quý vị nào đói bụng thì lấy hộp ăn. Ăn không no là thêm hộp nữa. Rất đông Phật tử ra đây dùng cơm. Còn hoàn toàn miễn phí quý vị. 3 cái 100 ngàn 3 cái luôn nè chị. Ba cái 100 ngàn 3 cái 100 ngàn là đủ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái rạp quý vị. Mà mỗi cái rạp dài mấy chục mét luôn. Mà 10 cái luôn. Thì nãy cho Phật tử ăn trong vòng 3 ngày lễ quý vị. Lễ tới 3 ngày, bữa nay là ngày cuối rồi. Tối nay lễ làm Sima chánh điện nữa là xong, nhà mạng là xong. Giới Sima nè quý vị. Các vị sư đi vòng chánh điện khoảng 2 tiếng hộ quý vị. Chỉ các vị sư trẻ, khi nhỏ không có vô đây được. Cục đó cục xi ma đó quý vị.
bên này 1 ngàn, bên kia 6-7 ngàn, bên kia. Dạ dạ. Có mở ba. Dạ. Đúng quá nhiều rồi. Giờ này là giờ trưa nắng rồi quý vị. Ông Tài Thiên à. Nắng kinh khủng nắng luôn. Phật tử cúng tiền nhóc luôn. Nắng quá nắng là vô chánh điện nhiều. Tượng Phật làm cái mẫu theo của người Việt Nam quá đẹp luôn. Đây là toàn cảnh chánh điện chùa Hàng Cồng đó quý vị. Dân buôn bán hai bên đường đi vậy quý vị. Giờ này gần 4 giờ chiều rồi đó quý vị. Mà người ta còn đông. Đêm nay 12 giờ khuya là kết giới Sema đó quý vị. Thì các vị sư cả ở trong đó tụng kinh, không có cho ai vô. Thank you.
tối luôn, giờ nào người ta cũng cúng dường lai lai đây đây vậy đó. Giờ này 4 giờ chiều quý vị, khách hành hương dẫn tới quá đông người ta luôn. Đây là chỗ đón tiếp khách ở chỗ này là chánh điện cũ ngày xưa nè quý vị. Hư hết rồi cho nên xây lại chánh điện mới phía bên đó đó quý vị. Còn chỗ này là chánh điện cũ. Tượng Phật của ngày xưa vẫn còn để y quý vị, rồi che cái mái ở trên, cái tháp ở trên đó để thờ. Mình xây chánh điện mới thì làm tượng Phật mới luôn. Chánh điện cũ ngày xưa cũng nhỏ chứ không có lớn. Mà giờ xây chánh điện mới cũng lớn hơn này chút xíu quý vị, chứ không có lớn nhiều. Xung quanh này là tháp để cốt. Lật chân cung tiếng ọc nha bà nè. Lật chân cung tiếng ọc nha. Anh xin mời khá nè. Lật chân cung bà nè. Nào đọc bèo trọng chân cung vinh. Nè, hai lần tái nó cứ đặt tái trong cảnh đá trô á. Nè, chân á. Bà nè. Nè. Thì anh chả lý nó cứ miên thật phần nông đại. Nè, anh chả lý miên sẽ cây thá phần nông đại. Quần tiền nó nghe đây tha khoai cùng cung nát à quỷ viễn cứ cạp cho anh chỉ lý à quỷ viễn nát anh chỉ lý quần tiền nát à quỷ viễn tê à quỷ viễn nó nghe cạp cho nào chập ráo anh chỉ lý anh chỉ lý mình tham toàn đặt tay lên nha phần lòng tay kiện nó từ kiện ở lại từ phần nóng tay sân anh chỉ lý chứ anh chỉ lý quan tia là tài sản kiện à thủy việt trả chục trả chục thì lên sầm lấy câu hỏi câu chẳng câu trả cho sân nô lục cũng đang đó câu cho sân trả cho sân nô vật chỉ trả đấy hay nó cũng đang đó cũng đang đó. Hai, ngô. Lần tiên nguồn, tiên ngô thiệt. Anh chạy lý quan tia à, thị viên cả chục. À, thị viên chị hát rồi còn có 3-4 ngàn thôi. Ý, con ăn, con ngưng. Hai, trào, trào bà này, ô tuần tràn chạy khoai cùng nhớ hai 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 hay được chứ này, tao đại khách thăm, lạc băng, bằng phanh,
cắt tóc 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 nằm nêm chỉ có là bọt có là thịt đá đã bàn lên băng tay và lì đồng nê tầm lại chùm này chẳng thiệt ngồi ngồi ngâu chỉ khó mà đá và giờ nó kia tích ngạc cầm mong cầm môi rưu mong cầm tứ xem ra bàn cao bị cầm tê bàn tay đào kích chất sở lạnh và bật khó rồi bây nì là bọn giới tụng bay bây dốc trê đây bàn tay trức có không cao bị bà lâm cao bị bà lâm cứ mong buôn mong tăng trường ca mình tập tập bàn lọc một phong được tập liệt tập đàn thay mà xa bộ bộ mọt mà đã ăn cho hòm dừng lắc chân hai đòi thích chất sở lành và bật thò của tây nghi ra bỏ nhờ tụng bành bức bình bức xoan bạc sơ lê gia dịp ta rạc lỡ ôi ôi mình tập bàn hôn lâu à ha nhằm lâu à ha bây bức và mau không mau khóng xuống nhờ nhâm đây đòi thích chất sở lành được ngày hai mình bàn thà tây nghi mình lấy lấy thôi các bạn tài cảm ơn vị thiên quan bên châu thanh đã xây mai nhớ ở dân bên chắc là bọn tình tự dụng tập tình mến bằng tay dân ngọc miên cảm ơn vị thi bằng sân khôn chlòn rứ cơ quan bên châu thanh đã xây mai nâu lâu cao cao tiếp ở dân tầm bay châu ruôn lâu xui và bật thò và bây nây tầm niệm tầm loạt là bọn tình mai nhớ hãy xa xa năng bài thang ai miên đặc lạc thôi để bài thang ai hãy ôn ôn thang và thế để bài thang ai để bắt đầu mình muốn thả màu rằng là ngay đây chân là thật mà thiết xong tầm nàng chân lâu ai đã nắp chặt tăng cả mọi thi trọc thân ảnh được rắm xong khai ngọc nào ông quân dàng cây lấy chân phúc ôn ôn chi dung quan dị quả tây cực rung tại ban bằng quanh cả tạp bạc cách ông hữu giác ca bay ngay cần lo một nế rồi hốt đọc ngay nế dân xâm ra châu chây chia sạch thả phố này khác rồi bóng kịch dụ hai chúng được nghe mà biết xong bậc kinh chùa po đại ôn ôn dục quan dục vật tây cực ru ai miền sơn tập hiệp là o phò đi po sắc xa riêng sâu ở kiếp trăm trăm năm còn ở lên ai miền sâm ra phun niên amara miền prạt nhà đôi prạt maha sắc kiếp trăm thọ bậc phật đôi prạt maha nam là miền sâm bát trọc thon đôi sắc thay na thạ tâm tức lo rụng liệu lo riêng lo rừng lo rất bậc cao tự đại phan chạm tất cả lý an anh niên vi sa kha ai bậc ôn ôn tập na sâm bát ru ครับอย่างนั้นก็สมอสมรัตโดยปนองปรารถนาสมอนุโมทนาโอ้มุ่งนําจบสมฝ่ายบังคมบังคมเตรียมทําไปที่ใกล้จบปัดได้บ่ดอกอันนี้ก็เกณฑ์ให้ทางตามมาจึงทางกายวันตัวนี้กายจะใจไปกายวันตัวนี้มีจะฝ่ายบังคมอันจะเลี้ยอันจะเลี้ยอันจะเลี้ยปนองได้อันจะเลี้ยปนองได้ให้เราจะคงถึงอาเปรียเราจะคงถึงอาเปรียนะเราจะคงถึงอาเปรียนะครับ จะปราบนะไปลือเพียงอาอันจะลิ้นดูเย็นปนองได้อันจะลิ้นวันเตี้ยคือสตาร์ลงแต่พ้นแต่ทองแต่ซ่อนตัวเนี่ยได้เงี้ยพ้นแต่ทองพูดคือหลับมุมที่ไม่คือบอกอ่อนหมดสโลคือบอกอ่อนในตัวทองพูดจับตัวตัวตัวซ่อมนะคืออันจะลิ้นวันเตี้ยต่อไปลือเพียงอาอ่ะตีเวียดกาตัวแต่ออกเนี่ยไอเราไปต่อเนื้อเพียงอาเก้าของการอ่างเก้านะ จะรับอันเจลีวันเตียอาติเวียให้เก่าพร้อมเกณฑ์อันเจลีวันเตียอาติเวียเก่าพลุติปีภาษาเตียนอันเจลีวันเตียอาติเวีย สมอขอบคุณนะขอบคุณสมสมัครสมสายสมจารย์ก็สมใจกับสมใจแล้วสมเรียบจำทอดรูปจุ่มเทปมหาสามวันกระนั้นการกายยังช่วยเรียบจำให้ปอนปอนยังไงฮะเอาเปรียบเทียบเอาเทียบเอาเปรียบเทียบนะอ่ะเอาเปรียบเทียบมันช่วยยกพลังมหาสามยกมหาสามนะครับ ไอ้กระนั้นกรรมการช่วยใส่กรรมราจึงตอนออนไลน์ไอ้กระนั้นกรรมการเลยช่วยเรียบจำไลน์ไลน์ตามช่วงมันมัวสักหน่อยโอ้หลังจริงยังยังไอ้ออนออนตัวก็จังไอ้ลูก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 ไ
tiền này lắm. Thật mà đi, thật mà bông á. Thật mà bông tật mà nín. Ôi na, tụt tập trên tới màu mắt. Ôi na, một tập 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 màu mắt, ôi na, tụt tụt nông trai. Giờ này 7 giờ tối rồi quý vị. Quá đẹp luôn rồi nè. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Này chánh điện về đêm nha quý vị. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Giờ này đã 9 giờ mấy rồi đó quý vị. 8:12 giờ mới làm lễ cất giới xi mê mà chắc quay không được đâu, bởi vì người ta nhìn nó không có cho vô. Mấy cái trụ đá xi mê đó quý vị. Chúng ta sẽ đọc ra vị trí tiếp.
nhưng như phụ bò sát nền bình nà cho ông xa chụp quên nền bất tình xoay má đấy tổ tàng dư đôi chụp bất chìa mà lên làng thì dục mạnh nền bất tình mà đi trời bụi hìa đi chỉ đào đè biệt cà có sang mây nở lờ xoay má chạm bàn xoay ra thấy chọn bệnh chung của bạn mình được chung của bạn trong bệnh vui bọn xa lông cho nên mình vẫn còn lại mấy cái đó là còn lại chặt dễ rưu xa mà mày đến từ bày chiến đến bất mấy tháng xa mà thì chúng ta sau về tiết chiến đến dịch vô cùng bòi xa thì cảm bị thi đại dịch cầu tốt ngon cho nào cho năm trang khai cần lo mau phù người phụ nữ tự sa đẹp thật khi chỉ đặt ra sôm bàn cho ra một chút phù của bậc đề tham ái tam phước cộng bảy liên liên lái sôm an đồng mô chân đi sa thủ hay nhân nhau quân bò sa phù mà miền bắc na ấy chọn hái bố ở đây tại đây cứ sau này tân đàn tân chất cứ bọn người sau là bọn dơ của anh ông sao đi để mà bình sau tuần này thân hình ngày quan sĩ mà quan trạng trôi nít tầm ra tại ba vô quan mình cho khăn sĩ mà đi trời co sang vì hiền phong co sang ti xe na tận nặng xe xe phong đồng bay triêm rồi chỉ sang nông ca vô quan mình cho khăn sĩ mà đi bờ sân tây biên tầm ra vì hiền quan sờ la mình bàn đi rồi thế nhiều cái tự do trên ngày máu cứ bị bàn chỉ như mơ tiền ngày vô chụp con quan sở la hình tình lưu vót tư ba đo prôn đềm đoàn tình dân nhau vượt bò sát cô chỉ tì chỉ đặt là đài dân bạc thời thảo vót mai dân tu bay ọt miên mà hà sẽ thay rư nè nè ai có to vi chan dễ ai phải chôn lên mốc co sang đôi chi dùm ai phút ca cái đó bên tay cầm lăng xa một kia rồi bọn nhật nhau bộ mình đẹp mình tích rung nê bàn co sang tư chia ti xe na xa nạ tiê chi bì xe kì rung ụ phò xa thà tiê phrèo vi hiên mây nê vôn xa răng phở chôm mạch hâm kỳ rì ràm để chắc đăng vết tu co sang tăng bình nằm bì bèm đọc rồi hôn bàn nằm bì bèm đọc môi bàn là chắc rư rồi hôn đọc bì bèm một thay tuôn nít tơ xâm rách vơ bọn lo nhìn nhận nhôm chung quân tập bò đi sát dây cầm rõ bộ hay phân hông khai rồi bao giờ bộ sông rồi bao giờ nên cứ bây giờ chân không ai dân khi chân chỉ nẹ lùm ba cây cỏ chân co sang vừa dập dân du nam vừa dân mơ tam khai từ chỉ khai liền chỉ nam đến đo từ trầm vô anh vừa hay đọc từ khai dễ mô tâm tì vô anh trông bình chi vô anh bông mau dân khơi vô anh cộng lưng rồi hôn đòi đi vì mấy chân nam tâm nhiên mùi vô anh cũng rõ ràng nha chuyện người dân cũng rõ ràng chứ đúng ý nữa không chứ ra phải nhìn nhau hay chị nhìn nhau chứ ra co mình tết bộ hay rồi bò lâu thay bình tay khơi thà thay sẽ chạy tức ấy nó cứ sơ mai đi nẹ lộ tức lộ ấy mình sao ba nè bộ bộ nhìn nhau bước đầu cả nạc sắp để sắp không có nguyện đầu một cô ba khúc và đôi chứ một cô ba sắp nhưng một cô ba khai tổ chức ơ bộng bệnh đầu thừa rách đồng chương khai là sao sắp để sắp ba cô bầu thị bận một chương khai nạc sử mạng đi hoặc trăng đầu đi nâng bật tình tiến đi và sợ tử lìa nâng cô bầu thị mà không nhớ gặp chút chiếc đầu tử của hàng tầm ngày hôm nay và dây sắp cũng bây giờ như sắp lễ hoàn phẩm nhất cũng sắp diễn ra do vậy chương trình buổi lễ diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày như cơ quan cán bộ công an xã cũng như công an huyện Chi Tôn cũng như công an tỉnh An Giang của chúng ta đã gìn giữ an ninh trật tự một cách tốt đẹp để tạo nên một buổi lễ được hoàn thành sắp viên mãn. Do vậy đại diện cho ban tổ chức cũng như ngài hòa thượng trưởng ban của Chi Tôn cũng như ngài hòa thượng phó pháp chủ của hội Phật giáo Việt Nam và tất cả chư tôn đức trưởng lão của hội chư tôn thành kính tri ân các lãnh đạo đã hỗ trợ trong việc gìn giữ an ninh cũng như hỗ trợ về mặt pháp lý để cho buổi lễ kinh tế sima này sắp được hoàn thành viên mãn. Và một chút nữa đây cũng xin nhờ đến quý cơ quan cán bộ công an cấp xã cấp huyện cấp tỉnh An Giang của chúng ta hỗ trợ dọn dẹp đường để
cho đoàn diễu hành những viên đá này để đặt xung quanh những hố xi-ma, xung quanh chất liệu để diễn ra nghi thức lễ quan trọng nhất của buổi lễ. Và cũng như trong khi các vị chư tăng hành tăng sự trên ngôi chất điện, trên ngôi chất điện, thì kính mong quý cơ quan của chúng ta phân công nhiệm vụ các anh bảo vệ xung quanh chất điện để cho buổi lễ diễn ra một cách trang nghiêm và đúng theo giới luật mà Đức Phật đã quy định. Do vậy, thành kính tri ân và nguyện những Phật tử bá thân cao diễn ra trong buổi lễ này, nguyện đến cho toàn thể gia đình, viên chức cán bộ, cấp xã, huyện, tỉnh chúng ta luôn thăng tâm, an lạc và luôn gặp được bốn khóa chúc mừng Đức Phật đó sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Và tất cả những Phật tử báo này nguyện đến cho tất cả chư thiên tại nơi đây hoan hỷ cùng nhân loại trong ngày hôm nay. Hãy xa trên thang đoàn tiết và sơn trai lực tập đầu pro hai tha xây ma căm đại phát đọc lên miên tê prathiko song tê tên miên sân lai tấu lỡ rơ mô bao sạch kia cư trả hồn hìa hai đứa chứa hai cực tiết nó phát đọc ra như đấy nhóm trả cả rồi nà và sơn ả ra thần hìa và đôi chứa sân lai tốt chứa môn chùm phút xa hồn hì đại phát ông côn lô văn trang rơ tay cho đôi chứa xa hồn hì đại bộ trao cách ca nghiêng không cầm hồn thi bao giờ chung khách đặc sử màu và phong dân đấy. Và tính đi đi cho lô không còn sắp để sắp đồng bay chơi cà phê chung vui trả hồn hìa lúc đó phong dân đồng bay vị thi sắp thăng cầm các đứa sử mà đồng bay ca ban lọ và sơ đồng trang trao bộ phát và sống sắp ngà tốt chứa môn. Hãy cứ sau trăng lực đầu bởi chứa mất bất tử bó ra sát dân sai cho thay mà đón tiết nên bởi tình tiết nó dớ mình bạch đồng hai tam thăm hoa xe má tì dân khoan tài chua bắt chung với bảo hìa chứa pi chung rưu chứa bay chung rưu chứa buôn chung tốt tì liên đồng bè rung cầu thăm hoa xe má yên biết sát đạp thăm lõ nâng rưu điên tìm ra lõ nâng ca kia sát để sát dàng lõ nâng rạc xa nấu sơ lọc hoa đỏ lõ thương bình thi đè bà sọc thơ sát thăng cao lương bảo hìa các đối chiếu không phê lửa lìa để biết các đối chia để rõ chia thông tay nói cho đối chiếu các đối xử mãi nhưng nếu không có màu thiên đồ thông dưỡng miền ca lần này ca xưa lọ và sáu dương 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 quốc chung với trọng hiếu dương tăng chất một tư và đối chiếu các ra tốt nào quốc của sau để ca lối được nông đối chiếu con xử mãi đối xe cái đây sau của nó nâng xe cái đây xin yêu sát nâng xe cái đây và rốt đọc và sáu và phê nay dương dương miền là sai chất đọc nâng xe cái đây và rốt nào phương ca bồ chia chung phương này là phương sát sản á và đối chí ca bồ chia này phương nên là xong để một đất nơi xong ca bồ phong giới một đất nên là nào là ọ về nơi con cơ sâu ca bồ lâu nơi phương giới nơi xong phương sát giới là ọ và sai dạng thuộc anh đây này chính là xong không tốt chung phương bồ chia mất tốt của bồ sát phương khai như càng ngu và đối chí bồ chia mất tốt của bồ sát nên lên khai để bàn chỗ lúa và đối chí chung nuôi chương quốc càng rơi nên yêu quá chương trình tay dưỡng đặc xa sắp đặt thơ lõ, biếu tiêu ra lõ, sơ lõ thơ lõ, đọc bay đọc hai thức đặt tốt sẵn ai dọc hiếp. Đó có chiêu mất tốt thật là sẵn tặng chặt tư để mong khơi thả. Ô, bó là sẵn tặng khai ăn dàng dưỡng miếng ca tổ lõ, miếng ca prơ tị bắt lõ, miếng ca đặc xa nơ sắp đặt thơ lõ, sơ lõ thơ lõ, đọc bay bó tư sâu tặng ổn lý sâu, ăn nụ mô tạc ni. Xong chưa cầm năng ơi, bù cù tặng ổn bằng quy mặt mò quy nhận mặt mò quy nhận ăn hái quy sáng thuần cùng trèn trèn trèo á chừng lần cùng máu đấy cùng tiêm tiêm tàu thế này chừng quy chán bằng quy chừng đi xem á ở kia đến chọn phơi sẽ đặt ra mà trầm trai sắc tổ quy pi pi rồi mò quy quần nhận dân là cái này tổ quy mặt mò thiên ban chụp điểm chuôn bị mang chứ cứ phơi phơi rồi dân trào tàu cứ phơi cũng rồi mà hà sa lấy hái cứ trăng đâu là bọn cái tự do đã ra mong kết thúc hai dân bắt mau khánh chú mệnh đáy sử dụng một trăm bèo hình. Chân là thầm mà xong bật cả chị tầm nắng cứ thầm mò mối buồn nè, nằm bốc buồn nè, thầm mò mối buồn nè, thầm mò buồn mối buồn nè, anh dân xâm rạp chú mạc nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ແລະប្រហែលថាពិធីបុណ្យនេះមានកងសន្តិសុខប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក៏មានសន្តិសុខក៏មានសុខយ៉ាងណាដែរហើយដូចនេះហើយអញ្ជើញនេះចាប់ក្រុមចាប់បន្តិចក្រុមឆៃយ៉ាងនឹងហើយហើយក៏សូមស្នើញញោមណាទៅវិលអង្គការសម្រាប់ឲ្យពលជាថ្មនិស្សិតសាលាក៏ដូចជាស្រីសហាយអញ្ជើញសូមគុំជ្រាបក្រៃដែររក្សាស្ដាប់ក្នុងល្អអស់គ្នាទៅបីបុណ្យកុសលដែលបានបុណ្យកុសលដល់អស់គ្នា ព្រះហេតុថាញាតិញោមពុទ្ធជនពាក្យយុគកាលពាក្យជា30 40ឥឡូវមានឱកាសសេវាម្តងទៀតហើយនៅវត្តកណ្ដាលនេះនៅឡើងមានហើយយើងរក្សាឲ្យល្អប្រសើរមែនទែនដើម្បីបុណ្យកុសលនេះបាត់ប្រាទុកនៅក្នុងព្រះអរិយធម៌របស់យើងទាំងអស់គ្នានិងមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅយើងនឹងរលឹកទៅដល់បុណ្យកុសលយើងជាមួយព្រះហេតុថាដែលសុខសន្តិការលើលោកសន្តិវិធជាពិសេស ដែលមនុស្សសម្លឹងនេះពេលនៃការជួបជុំក្រោយពេលជួបក្រោយនឹងអាស្រ័យនឹងទៅដល់កលយានកម្មពេលណានឹងជួបនៅក្នុងអាណាបតីរបស់ព្រះសាយមិនឯងចឹងអាត្មាសូមជួយដំណាក់ដល់ពុទ្ធដែរហើយទាំងអស់បងចឹងឡើយថ្មបាយនេះគឺយើងឡើយតាមមុនថ្មនេះចាញ់ទៅថ្មនោះមកហើយថ្មនោះរត់ចាប់ថ្មទៅចាញ់មកណាបង ทําไมก็เอาวีโปรดประกาศนี้นอนเยยๆอ๋อก็ก็จะจัดโปรแกรมจะจัดให้จําจําได้พี่น้องมาให้จําทางการบ้านตรงตามไปตรงนั้นตรงนั้นจําทําไมบ้านมองให้จําทําครับก็มันยังให้ได้จําบ้านมองคือยังมีโปรแกรมก็มันน่ะ อารมณ์สบายๆนี่ครับ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 คร
miên tập lại trong phần nào nó có cụ thà nhưng mình ạ đang chết chụp râu chết đàn à mà đẹp đàn tê hàng khóa trái chân ọc ca tử giống mà chuyên ọc ca nó cứ chọc con dân bắt đầu nên bạc đại khoan sân xong của một đồng tục kỳ tràn hai chân nào mà bạn tấu cùng chàng mấy thêm một tiền vẽ hả nóng thôi ai bọn mọi nhớ bị chài còn á, dân trao đại xa sở hoạt tập hiếp đại khuyên ai cổ và lại thà nọt thì áp tạc xa măng bề măng sau lại nhỏ vay xa mạ đôi sở lăng khuyên ai kìm được nghiệp tầy chân miền đại ca đại xa sở hoạt tập hiếp sở hoạt tập hiếp ai tờ chỉ ca bảo bầy cổ và chàng cả lại xa thu ạng ngô tử đi thật sở mà chả bá kì hư vẹo như vô bạc á chính á, hả bình dọc chì vì sở cực xài có cầm đòn bộ bạc trái sai có đừng từ là sao bộ bụng bộ trình chiếc của bạn đâu cờ rừng sai có tập bạc giật còn bằng dễ ưa nữa không miễn dễ nào kẹp này dễ ưa đấy hay chui cà cà thì lâu lắm bạc giật thì chọc sai có lâu bố đấy thầy cầu bác lâu nếu sai có lâu nên ý thống thống nè tập tao và hai là tập tùm lắng ហើយណាចាប់ទៅចាប់ទៅចាប់ទៅចាប់បន្តិចហើយរៀបចំសិនអាសនៈផ្ដាប់ឡាសិនប្រហែលថាដល់ក្នុងមុនមុនស្តាក់ទៅមុនស្តាក់ទៅយើងគាត់តែត្រៀមណាត្រៀមហើយចាំមួយដុំហាត់ឡើងហើយដើរទៅហួសក្នុងទ្វារនៃមហាសាលទៅមុនដុំខាងស្ដាំតៃឡើងទៅ ក្រុមទូរណាសាទៅឈៀងដល់មកដល់ខាងលើនេះតែម្ដងនេះគឺបៃដុំនៅខាងលើនេះតែម្ដងនេះគឺបៃដុំនៅខាងលើនេះតែមុនប៉ុន្តែឡើងមកដល់ម្ដងម្ដងឯដល់មុនគេហើយតែបន្តហើយចង់តពីក្រោយនោះដើម្បីឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អនៅក្នុងការដង្ហែហើយណាមួយពីរបីបី
nhưng không ai thằng trai nhưng thằng trai còn thằng trai tôi muốn mũi tay tay sao 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 này mũi tay tay thằng một sao sao mà tay thằng một sao sao mà tay mũi tay
Rồi tám cục xi măng để tám hướng nữa quý vị, tám cái lỗ. Chút xíu bắt đầu là không cho Phật tử đứng gần chánh điện để cho các vị sư cả làm lễ kết giới xi ma quý vị. Không ai cho ai lời gần hết.
chưa có tới giờ mấy ông là mấy ông sư cả làm lễ kết giới với Sima chút xíu tới giờ mấy ông làm đuổi xuống hết, không có cho ai ở trên này chứ. Kết giới Sima đó quý vị, 12 giờ đêm mà. Đây là chuẩn bị Hello. Kết giới Sima quý vị. Hello. Chỉ có các vị sư lộ ở trong này. Hai cái xôm đây đôi đây cả đôi chia xâm rạch này bắt đầu chia đây chia ở thấp ở đây này cầm mau thì bọn ở đôi chia cầm mau thì cắt rứa mà niệm bồ tát đi xôm bồ tát arat thiên niệm bọn prathiko song tận o đại cung bùng nơi cơn nung mặt đòn vọt trăng trôi sông cướp Arathania lân căn này Pravehia đầm bay chuẩn bị đóng cửa toàn bộ hết trơn quý vị. Các Phật tử là phải đứng cách xa chánh điện nha, không cho lại gần, không cho bước lên cầu thang luôn quý vị, phải đứng cách xa. Mọi người đứng ngồi ngồi dưới nè, ngồi xa ra chứ nó chứ không có cho lê gần, chỉ có các vị sư cả ở trên đó thôi. Tất cả Phật tử ở ngoài hết, không có ai lại gần hết cái gì. ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានអភិបដល់ក្នុងរាត្រីដែលនិមន្តមកជាតារាងសមារួមធ្វើសង្ឃកម្មដល់ក្នុងព្រះវិហារមកកាន់ក្នុងព្រះវិហារមកកាន់ក្នុងព្រះវិហារនេះសូមបង្កើតអំណាចម្ចាស់ព្រះអង្គអំពីកន្លែងណាឬមេក្រូបង្កើតហើយសូមព្រះរតនានិមន្តភិក្ខុសង្ឃក៏ព្រះអង្គនិមន្តចូលក្នុងព្រះវិហារដើម្បីធ្វើកម្ម trong đó hài hoa để chương trình chúng ta đến buổi lễ cuối cùng trong ngày hôm nay. Do vậy cách xa hết quý vị, không có cho ai lại gần hết. Thân nhân vô bình kia bên quân tập đoàn sắc con phong dân châu luôn sa hạt ca những ngôi sắp đầy sắp nè châu luôn sa hạt ca cùng con chức này khơn bảo vệ hìa nè cùng con chức khơn bảo vệ hìa không cho đụng vô trong chỗ cầu thang vô cái nền chánh điện là không cho đụng vô luôn, nhưng mà lỡ đụng vô là mất làm lại từ đầu. Đặt xa cùng ôi bò đặt sắt một chiếc nơi thang đầy lực thương bảo hề bảo hành tha bảo sống phơi sống phần trăm nên vậy đi sống phần trăm và sống cùng những phương pháp hà lời bình kia bất phương tập bảo sống phần dân cho ruộng sáng hạ ca.
nhờ công an với nhân quân tự vệ theo giữ tiếp đó quý vị. សាយមកដល់គ្នាក៏សូមគោរពដល់គ្នាទាំងអស់ប្រាថ្នាខ្ញុំសូមតែអស់អង្គដែលកំពុងនៅក្នុងមានសុខភាពមិនល្អសូមព្រះអង្គទាំងអស់ទៅខាងក្នុងប៉ុនមកដល់ក្នុងប៉ុនក៏ជួយញាតិមកដល់ពុទ្ធបរិវត្តព្រះហេតុថាមកដល់ក្នុងប៉ុនពុទ្ធបរិវត្តនឹងក្រៅក្រៅបរិវេណវត្តត្រង់ហើយដូចជាក៏សូមស្នើប្រព្រះអង្គចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីកិច្ចសង្គមរបស់ kích xe trên điện trong lòng đó, quý vị. Samahata jasaya tang pramacharaisa
Nhất này mấy ông đứng hai bên nè. Sống đi xa quá mất sống. Vai chema ya anotisa ya kamme matang ta sano bhante e sa pa sano ni matang. Đi đi là kia mất sóng. Không không nghe tiếng. Uttaraya tisaya nikang ni matang pasano bhante e sa pasano ni matang. Nhà vô lấy đồ xong hết rồi đã quý vị. Nãy vô giật đồ để bả đồ trong kết giới xi mè trong cái gì. Quá khứ nhào vô. Anh
ngồi hay ngủ một lần cũng gục xuống. Bạn thật ca sợ đúng không? Rồi xong hết rồi đó, bữa lễ hoàn thành tốt đẹp. Được sự an vui trong gia đình. Rồi xong rồi. Xong rồi. Chương trình lễ hội kinh giới xảy ra khuya này như là kết thúc. Cảm ơn xảy ra ơi. Chương trình kết giới Sima đã kết thúc. Rồi xong. Xong rồi. À, vô chọc cái có cái giấy gì nó chấm chấm một tí là đeo tay gì cũng được, nó được sự bình an lắm. Được sự an vui. Quá dành rồi. Quá dành à. Dành gì dữ vậy? Vậy hả? Ồ. Không có chuyện gì xảy ra. Dành nhợ dây cột xe ma. Đừng đeo tay. Hòa thượng mệt luôn. Rồi xong hết rồi quý vị ơi. Thì người ta xứng người ta dành cái sợi dây cột xi ma đó để người ta đeo tay kìa, cho nhiều may mắn chứ không gì. Quá tờ dành giật cái sợi dây cột cái xi ma đó quý vị, đừng lấy về đeo, người về ba cộng, về ba cộng. Lần đầu tiên mình biết, mới biết luôn đó quý vị. Lễ kết giới Sima đã xong hết và tắt tuổi rồi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Gần 2 giờ mình đi về.